Chính phủ sẽ hoàn thiện và triển khai chính sách về lao động tiền lương, trong đó có điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Cho ý kiến về việc tăng lương cơ sở, theo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đa số ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án chính phủ trình. Lương cơ sở là mức lương dùng để làm căn cứ tính lương của cán bộ, công chức, viên chức trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác. Lần điều chỉnh tăng lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức gần nhất là từ mùng 1 tháng 7 năm 2019, tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng. Bộ Y tế dẫn báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm cho biết, ngày 17 tháng 10 năm 2022, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ghi nhận một người bệnh dương tính với cúm AH5 ở Phú Thọ. Đây là ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận 128 trường hợp nhiễm cúm AH5. Ngay sau khi xác định được ca bệnh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cử đội phòng chống cơ động lên Phú Thọ đến địa bàn bệnh nhi sinh sống để phối hợp với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn địa phương cùng điều tra dịch tễ. Đội đã lấy 65 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc với bệnh nhi, cả tiếp xúc xa và tiếp xúc gần. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với cúm AH5. Hiện tình hình sức khỏe của những người tiếp xúc với bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Để hạn chế con số tử vong xuống mức thấp nhất, tăng hiệu quả điều trị tại các cơ sở y tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ chuyên gia điều trị sốt xuất huyết. Thành phần tổ chuyên gia gồm 33 bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện trên địa bàn, bao gồm viện công, tư, bệnh viện thuộc thành phố cũng như thuộc bộ ngành. Nhiệm vụ của tổ này là tham gia cập nhật, bổ sung hướng dẫn điều trị sốt xuất huyết, xây dựng đồng thuận trong điều trị khi chờ Bộ Y tế cập nhật hướng dẫn, tham gia hội đồng chuyên môn phân tích, rút kinh nghiệm các ca nặng, tử vong, tập huấn, tư vấn từ xa, hội chẩn, xử trí ca nặng, tham gia quy trình báo động đỏ trong trường hợp cấp cứu. 9 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 64.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. 26 ca đã tử vong, nhiều nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Dự thảo đề xuất hai hình thức hỗ trợ thuốc. Cụ thể, hình thức thứ nhất, cơ sở kinh doanh được hỗ trợ miễn phí toàn bộ số lượng thuốc sử dụng trong quá trình điều trị thuộc phạm vi cam kết của chương trình cho người bệnh. Hỗ trợ thuốc miễn phí một phần áp dụng cho thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu còn trong thời hạn bảo hộ độc quyền. Ở hình thức thứ hai, cơ sở kinh doanh được hỗ trợ miễn phí một phần số lượng thuốc trong tổng số thuốc mà người bệnh dự kiến phải sử dụng trong chu kỳ. Liệu trình điều trị hoặc sau khi người bệnh đã hoàn tất một số chu kỳ, liệu trình điều trị nhất định. 99 trẻ em ở Indonesia được ghi nhận đã tử vong vì tổn thương thận cấp tính trong năm nay. Các trường hợp tử vong được cho là có thể liên quan đến việc sử dụng siro chứa paracetamol nhập khẩu từ Ấn Độ. Trong một động thái mới nhất, chính phủ Indonesia đã ra lệnh cấm tất cả các loại siro và thuốc dạng lỏng. Ngày 20 tháng 10, Bộ Y tế Indonesia cho biết một số loại thuốc siro có sẵn ở Indonesia có chứa các thành phần liên quan đến tổn thương thận cấp tính gây tử vong ở trẻ em. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này đã ghi nhận 206 trường hợp tổn thương thận cấp tính ở trẻ em và 99 trường hợp tử vong tại 22 tỉnh thành trên cả nước. Tôi cũng có con nhỏ nên đã rất lo lắng trước vụ việc này. Giờ đây giới chức đang cho thu hồi cả siro ho của trẻ lẫn người lớn. Indonesia đã tạm thời cấm bán tất cả các loại thuốc dạng siro và đang xem xét chặt chẽ các loại siro paracetamol được sử dụng trong nước để điều trị sốt ở trẻ em có chứa ethylene glycol và ethylene glycol. Bộ Y tế Indonesia đã yêu cầu tất cả nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế tạm thời ngừng kê đơn hoặc cung cấp bất kỳ loại thuốc dạng lỏng hoặc dạng siro nào cho đến khi kết thúc quá trình điều tra. Các ca tử vong ở trẻ em do tổn thương thận cấp tính gia tăng khi chính phủ Gambia điều tra cái chết của 70 trẻ em có liên quan đến siro paracetamol. Các thành phần ethylene glycol và ethylene glycol tạo ra độc tố trong các nguyên liệu khác được sử dụng làm dung môi trong loại thuốc này. Bộ Y tế Indonesia yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế trong nước thu hồi số thuốc đã được dùng, bị cho là gây ra các ca tử vong để xét nghiệm độc tố, đồng thời ngừng bán thuốc siro trị ho chứa paracetamol này cho đến khi nhận được thông báo mới. Bão Ian đi qua để lại hậu quả nặng nề cùng một loạt thách thức cho chính quyền và người dân ở bang Florida, miền đông nam nước Mỹ. Bên cạnh thiệt hại về tài sản, người dân khắp bang đang đối mặt với nguy cơ bùng phát vi khuẩn ăn thịt người.
Các quan chức cho biết tại Hạt Li, nơi bão Ian quét qua, đã ghi nhận 29 ca mắc bệnh và 4 ca tử vong do vi khuẩn ăn thịt người. Trong số đó, 27 ca được phát hiện sau trận bão. Từ đầu năm tới nay, vi khuẩn Fibrio vulnificus đã khiến 11 người tử vong và 65 người mắc bệnh tại Florida. Nhiều trường hợp đã phải phẫu thuật, thậm chí phải cắt bỏ các chi để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Cơ quan y tế bang Florida cho biết, nước lũ và vùng nước đọng sau bão tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm cả các bệnh truyền nhiễm như vi khuẩn ăn thịt người. Vi khuẩn này rất hiếm gặp và được phát hiện trong nước ấm và lợ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, vi khuẩn Vibrio vulnificus xâm nhập vào cơ thể con người qua các vết thương hở hoặc qua đường ăn uống, không ăn chín uống sôi, gây nhiễm trùng da nặng và có thể đe dọa đến tính mạng. CDC ước tính tỷ lệ tử vong do nhiễm loại vi khuẩn này là 20%, đôi khi chỉ 1 hoặc 2 ngày sau khi mắc bệnh. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu là nghi phạm chính khiến hàng tỷ con cua tuyết Alaska bị chết. Trước đó, bang Alaska của Mỹ đã đưa ra quyết định chưa từng có trong việc hủy bỏ mùa đánh bắt cua tuyết ở khu vực biển Bering do số lượng loài này đã giảm xuống mức đáng báo động. Theo kết quả một cuộc khảo sát thường niên đối với khu vực biển Bering do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia thực hiện, ước tính tổng số lượng cua tuyết Alaska đã giảm 84% từ 11,7 tỷ con năm 2018 xuống còn khoảng 1,9 tỷ con trong năm 2022. Các nhà sinh vật học biển cho biết, việc suy giảm số lượng cua tuyết thấp đến mức đáng kinh ngạc hiện nay là hệ quả của các đợt nắng nóng trong năm 2018 và 2019. Môi trường nước lạnh cần cho sự sống của cua tuyết gần như không có. Điều này cho thấy nhiệt độ thực sự là thủ phạm chính, dẫn tới tình trạng suy giảm trầm trọng số lượng loài này. Đây thực sự là thời điểm khó khăn chưa từng có đối với hoạt động đánh bắt cua mang tính biểu tượng của Alaska, cũng như đối với những ngư dân và cộng đồng phụ thuộc vào loại động vật này. Mặc dù vậy, cuộc khảo sát cũng chỉ ra một thông tin tích cực. Theo đó, số lượng cua chưa trưởng thành năm 2022 đã tăng đáng kể so với năm ngoái. Quay trở lại với những thông tin trong nước. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất tổ chức triển khai thí điểm mô hình xe điện hai bánh kết nối buýt BRT khách từ nhà chờ BRT Văn Khê đến Trung tâm Thương mại Yongmore Hà Đông của Đại học Giao thông Vận tải. Theo đó, dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2022, khách đi buýt BRT từ nhà chờ Văn Khê đến Aeongmo, Hà Đông sẽ được dùng xe máy điện miễn phí để chuyển tiếp. Trong thời gian thí điểm, người dân không phải trả phí dịch vụ, được miễn phí sử dụng hoàn toàn phương tiện. Kinh phí thực hiện từ nguồn tài trợ của Ủy ban châu Âu EC và hỗ trợ của các cơ quan tham gia thực hiện phương án thí điểm. Đề án thí điểm này được coi là một trong các giải pháp tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải trang bị và sử dụng cabin điện tử mô phỏng để học viên tập lái. Đây là quy định bắt buộc của Bộ Giao thông Vận tải. Mặc dù đã được gia hạn, thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhiều trung tâm đào tạo lái xe vẫn chưa lắp cabin điện tử, đồng thời tiếp tục đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét tiếp tục điều chỉnh lộ trình với quy định này. Lỗi thẻ mất kết nối, nhiều trục trặc phát sinh với hệ thống giám sát hành trình, thiết bị theo dõi thời gian và quãng đường của người học lái là những hạn chế thường xuất hiện trong quá trình học. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư quá đắt cũng khiến nhiều trung tâm đào tạo e ngại. Ngoài ra, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc sản xuất thiết bị cabin điện tử và ảnh hưởng đến quá trình thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật. Đây cũng là nguyên nhân khiến các cơ sở đào tạo lái xe chậm triển khai. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ sở đào tạo lái xe thống nhất đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chỉnh, lùi lộ trình trang bị, sử dụng cabin điện tử học lái xe ô tô để đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí khi nhân rộng. Ngày 21 tháng 10, Công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bia Anh Huy ở thôn Tân Lập, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo. Tại cơ quan công an, hai đối tượng bao gồm Nguyễn Quang Huy, 41 tuổi, đăng ký thường trú phường Hạ Lý, Hồng Bàng và Bùi Đăng Vinh, 46 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng khai nhận, tối 26 tháng 9, sau khi ăn nhậu cùng một số đối tượng khác, Vinh và Huy đã rủ các đối tượng trên về quán bia Anh Huy. Tại đây, Vinh và Huy đã lấy 3 viên ma túy dạng kẹo và 2 túi ma túy dạng ke cho các đối tượng khác cùng sử dụng. Khi đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Quang Huy và Bùi Đăng Vinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đã bất ngờ đột kích vào một căn nhà tại khu phố 2A, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phát hiện 10 đối tượng đang tàng trữ và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, đột kích vào căn nhà do đối tượng Nguyễn Anh Kiệt, 29 tuổi, trú phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thuê, tại phường Trảng Giài, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng Kiệt và Nguyễn Hoàng Phương, 29 tuổi, trú phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 36 viên nén nghi thuốc lắc, hai gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Qua đấu tranh, Phương và Kiệt khai nhận bản thân đều nghiện ma túy. Số ma túy trên cả hai mua về để cùng sử dụng chung và mở phòng bay tại phường Trảng Giài cách đây được 2 tháng. Mỗi lần khách thuê phòng bay lắc, Kiệt lấy 3,5 triệu đồng cho 12 tiếng. Tiếp tục kiểm tra căn nhà này, lực lượng công an còn phát hiện tại phòng ngủ ở lầu 1 có 8 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc inh ỏi. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã bỏ tiền ra mua ma túy và thuê phòng của Kiệt và Phương để cùng sử dụng ma túy. Hiện công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng về hành vi sử dụng. Sáng ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với hai công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên Phủ về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quy định tại khoản 3, điều 230 Bộ Luật Hình sự. Hai bị can bị bắt giữ là Nguyễn Đình Hiệp, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bùi Thị Ánh, 55 tuổi, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên Phủ. Theo cơ quan điều tra, Hiệp và Ánh đã được giao nhiệm vụ thực hiện việc thẩm định phương án bồi thường đợt 31 thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên. Quá trình kiểm tra, hồ sơ lập phương án mặc dù thấy không đảm bảo về quy trình lập phương án, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường hỗ trợ, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, nhưng vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án, gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng bao gồm Nguyễn Tuấn Anh, 45 tuổi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ, Phạm Trung Kiên, 38 tuổi, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch, Trần Xuân Mạnh, 38 tuổi, công chức phòng tài chính kế hoạch, Bùi Mạnh Cường, 32 tuổi, công chức phòng tài nguyên và môi trường, Trần Thị Vân, 44 tuổi và Nguyễn Thị Khương, 57 tuổi, nhân viên hợp đồng Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, mở rộng vụ án. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhà ở liền kề, biệt thự tại Hà Nội tăng giá từ 18 đến 36%, chủ yếu tại các dự án cao cấp. Hải Dương kiên quyết đấu tranh tội phạm tín dụng đen, ngăn chặn những hệ lụy phát sinh từ hoạt động này. Hãng Pfizer dự kiến tăng giá vaccine ngừa COVID-19 lên khoảng 110 đến 130 đô la Mỹ mỗi liều, tức là cao gấp 4 lần hiện nay. Tiếp theo chương trình là những thông tin cập nhật về giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu đến chiều ngày 21 tháng 10. Theo Bộ Tài chính, trong nước, kinh tế phục hồi nhanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên, nhưng nhìn chung, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát tốt. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2022 tăng 0,4% so với tháng trước. Còn so với tháng 12 năm 2021 thì CPI tháng 9 tăng 4,01% và so với cùng kỳ năm trước là tăng 3,94%. Bình quân 9 tháng năm 2022, CPI tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 1,88%. Công tác quản lý điều hành giá được thực hiện thận trọng. Giá các mặt hàng nhà nước định giá cơ bản được giữ ổn định từ đầu năm đến nay như giá bán lẻ điện bình quân, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công. Đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nguồn cung vẫn dồi dào.
Đây đều là những mặt hàng chiếm quyền số lớn trong sổ hàng hóa tính CPI. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam đã nộp hồ sơ để mở cửa xuất khẩu chính ngạch khoai lang sang thị trường Trung Quốc. Nếu được thông qua, khoai lang sẽ là mặt hàng nông sản thứ 12 xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tỷ dân này. Từ trước tới nay, mặt hàng khoai lang chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Việc mua bán hàng hóa tự do đã dẫn đến nhiều rủi ro, bấp bênh cả về giá cả và sản lượng. Chính vì thế, nếu khoai lang được xuất khẩu chính ngạch sẽ mang đến sự phấn khởi cho người trồng khoai, tạo động lực tăng diện tích trồng, tăng giá bán và tạo đầu ra ổn định. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm ICE 91 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm, đồ uống lần thứ 8. Triển lãm dự kiến sẽ quy tụ 300 gian hàng của 250 doanh nghiệp đến từ Ấn Độ, Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Thụy Điển, Việt Nam với đa dạng danh mục lĩnh vực sản phẩm trưng bày như thực phẩm, đồ uống, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, máy móc thiết bị sản xuất, đóng gói bảo quản thực phẩm, nhượng quyền thương hiệu. Sự kiện dự kiến đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại và công chúng sẽ là cầu nối đầu tiên mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận với thị trường, quảng bá sản phẩm mới đến khách mua hàng tiềm năng, tăng cường nhận diện thương hiệu tới người tiêu dùng. Thông tin về thị trường bất động sản nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội, CBRE Việt Nam cho biết trong quý 3, giá nhà ở liền kề, biệt thự liền kề tăng giá từ 18 đến 36%. Trong quý 3 chỉ có 4.918 căn từ 10 dự án được mở bán mới, chủ yếu là các dự án cao cấp và được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Biteco. Do đó mức giá trung bình tương đối cao, khoảng 8.462 đô la Mỹ, tương đương 211 triệu đồng một mét vuông đất, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Giá bán thứ cấp của nhà liền kề biệt thự trong quý 3 năm 2022 tại Hà Nội cũng tiếp tục tăng với mức tăng từ 18 đến 25% so với cùng kỳ năm trước, tùy thuộc vào loại hình nhà và khu vực. Dự kiến trong năm 2022, tổng nguồn cung nhà ở gắn liền với đất mở bán đạt gần 11.000 căn, cao gấp từ 2 đến 3 lần mức mở bán mới điển hình trong giai đoạn từ 2017 đến 2021. Báo cáo thị trường khách sạn thành phố Hồ Chí Minh của Savills Việt Nam cho biết, các khách sạn 4 và 5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có đà phục hồi mạnh so với đỉnh dịch Covid năm ngoái. Cụ thể, quý 3 vừa qua, giá phòng bình quân ở phân khúc từ 4 đến 5 sao đạt 1,7 triệu đồng một phòng một đêm, tăng 22% theo quý và 50% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn toàn thành phố đạt mức bình quân 58%, tăng 19% so với quý trước đó. Ở phân khúc khách sạn 3 sao, giá niêm yết cũng tăng trung bình từ 12 đến 15% so với quý trước, đạt từ 30 đến 40 đô la Mỹ một phòng một đêm trở lên. Khách sạn 2 đến 3 sao bình quân trong quý 3 lên ngưỡng từ 650.000 đồng đến 800.000 đồng một ngày một đêm. Nguồn cung phòng khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh có đà hồi phục mạnh mẽ, tăng 49% theo năm với 15.500 phòng đến từ 110 dự án. Với con số này, thị trường khách sạn được dự báo tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới khi lượng khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng. Được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Từ tháng 4 đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện xử lý 19 vụ, 21 đối tượng, trong đó có 16 đối tượng bị khởi tố về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Từ đó góp phần ổn định an ninh trật tự, chấm dứt về cơ bản sự tồn tại của những nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh. Không dừng lại ở đó, Công an tỉnh còn tăng cường các biện pháp nhằm triệt để đấu tranh ngăn chặn những hệ lụy phát sinh từ hoạt động này. Kê ghế ngồi án ngữ giữa cửa nhà, gây tai nạn giao thông, đánh đập, chửi bới rồi đe dọa nhằm gây sức ép đòi lại khoản tiền cho vay trước đó nhiều năm. Đó là thủ đoạn mà tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã và đang áp dụng nhằm thu hồi số vốn đã bỏ ra khi không thể mở rộng hoạt động cho vay nặng lãi trước sự ra quân trấn áp quyết liệt của lực lượng chức năng. Các con nợ và người thân bị uy hiếp bất kể thời gian, địa điểm với mức độ tần suất ngày càng gia tăng. Sau khi Công an tỉnh Hải Dương đồng loạt ra quân đẩy mạnh trấn áp xử lý các ổ nhóm cho vay lai lặng trong giao dịch dân sự, các đối tượng hoạt động cho vay lai lặng trên địa bàn đã dừng các hoạt động cho vay mới. Tuy nhiên, các khoản vay trước đây buộc phải thu hồi vốn và lãi suất. Các đối tượng cho vay có biểu hiện sử dụng vũ lực và các thủ đoạn khác nhằm uy hiếp tinh thần để thu hồi các khoản vay trước đây. Từ đó đã phát sinh các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật khác
như cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng do Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1987, trú tại thôn Tiến, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương cầm đầu, về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Hành vi của các đối tượng đều liên quan đến hoạt động đòi nợ. Với mục đích đòi tiền của bị hại, thì bị can Nguyễn Văn Quang thì đã nhiều lần cùng với các đối tượng xã hội khác đã nhiều lần đến nhà để chửi bới, đe dọa gia đình và bị hại. Đỉnh điểm là ngày 20 tháng 3 năm 2022, thì bị can Quang thì đã chỉ đạo bị can Đỗ Anh Tuấn là dàn cảnh tai nạn giao thông. Sau đó, bị can Quang và bị can Tuấn lao vào để đánh. Đến ngày 25 tháng 7, khi gặp bị hại ở trên đường thì bị can Quang tiếp tục lao vào đánh và yêu cầu bị hại phải viết giấy vay nợ số tiền 150 triệu đồng. Đây là số tiền mà bị can Quang tính là tiền lãi, mà cái số tiền vay trước đó mà bị hại chưa trả được cho bị can Quang từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp tội phạm tín dụng đen theo kế hoạch đề ra. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát, lên danh sách, đấu tranh triệt phá băng nhóm tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê ngay từ khi mới hình thành, không để hình thành các tổ chức, nhất là các tổ chức tội phạm, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm và nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này. Sau một tuần thành lập đoàn kiểm tra thanh tra tình hình dự trữ xăng dầu tại các cơ sở kinh doanh, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương nhận thấy có 6 doanh nghiệp không đảm bảo dự trữ thương mại và hạn mức nhập khẩu được Bộ phân giao. Theo báo cáo, qua kiểm tra tại khu vực miền Nam, có 1 trên 19 doanh nghiệp đầu mối không thực hiện nhập khẩu dự trữ xăng dầu theo quy định, 5 doanh nghiệp không đảm bảo dự trữ thương mại và hạn mức nhập khẩu được Bộ Công Thương phân giao. Hiện 17.000 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên cả nước do các địa phương cấp phép và quản lý. Cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương chung tay với các bộ ngành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Ngày 20 tháng 10, Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Pfizer, bà Angela Lupkin cho biết hãng này dự kiến sẽ tăng giá vaccine ngừa COVID-19 lên khoảng 110-130 USD mỗi liều, tức là cao gấp 4 lần hiện nay, sau khi chương trình mua vaccine của chính phủ Mỹ hết hạn. Hiện chính phủ Mỹ đang cung cấp vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho tất cả người dân, nhưng phải trả khoảng $30 cho mỗi liều vaccine cho Pfizer và đối tác BioNTech của Đức. Bắt đầu từ năm 2023, thị trường vaccine sẽ được chuyển sang cho các hãng bảo hiểm tư nhân nếu các quyết định về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với dịch COVID-19 hết hạn. Khi đó, giá vaccine ngừa COVID-19 sẽ tăng gấp 4 lần, lên $110-130. Pfizer bày tỏ hy vọng vaccine COVID-19 của hãng sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí cho những người dân có bảo hiểm tư nhân hoặc bảo hiểm do chính phủ Mỹ chi trả. Hãng Pfizer cho biết hãng kỳ vọng thị trường vaccine COVID-19 sẽ có quy mô tương đương với thị trường vaccine tiêm phòng cúm hàng năm cho người lớn, trong khi quy mô thị trường loại vaccine đối với trẻ em sẽ bị thu hẹp và mất nhiều thời gian hơn để xây dựng. Chính phủ Đức mới đây đã thông qua kế hoạch chi 6,3 tỷ euro, tức là 6,1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm nhằm tăng cường việc triển khai các trạm sạc pin dành cho xe điện trong cả nước. Đây được xem là một phần trong nỗ lực quốc gia hướng tới mức phát thải ròng bằng không. Kế hoạch trên dự kiến sẽ tăng gấp 14 lần số lượng trạm sạc trên cả nước, tăng lên 1 triệu trạm vào năm 2030 so với mức khoảng 70.000 trạm sạc hiện nay và chủ yếu tập trung tại các thành phố xa xôi, nơi hạ tầng chưa đầy đủ. Ngoài việc triển khai lắp đặt trạm sạc pin, Đức cũng đặt mục tiêu tăng số xe điện từ 1,5 triệu xe hiện nay lên 15 triệu xe trong cả nước vào năm 2030. Đức hy vọng thị trường xe điện sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm tới, và chính phủ cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để đáp ứng cả về hình thức lẫn hạ tầng cho xe điện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển từ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Nếu tới tham dự triển lãm ô tô Paris tại Pháp, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một chiếc siêu xe đặc biệt làm từ những miếng ghép Lego. Đó là bản sao có kích thước giống hệt như thật của chiếc Lamborghini Sian FKP37 được lắp ghép từ 400.000 miếng Lego. Một nhóm gồm 15 người đã mất 9.000 giờ làm việc để hoàn thành chiếc xe này. Khách tham quan có thể thông qua màn hình cảm ứng, kích hoạt âm thanh của động cơ và điều khiển ánh sáng trong và xung quanh xe. Hãng Lego hiện đã mở bán phiên bản có kích thước bằng 1/8 của chiếc xe trên trang web chính thức của họ. Mức giá là 450 euro, khoảng gần 11 triệu Việt Nam đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.
càng lớn tuổi, việc sụt giảm khối cơ khiến sức đề kháng cũng bị suy giảm. Ensugol với HMB và đạt chất lượng cao cùng 12 dưỡng chất giúp hỗ trợ đề kháng, tăng cường sức khỏe. Ensugol tăng cường sức khỏe, hỗ trợ đề kháng. Học riêng thì cũng chăm ngoan, học mà có bạn niềm vui đông đầy. Snack khoai tây lay 100% khoai tây tươi cắt lát, giòn ngon, cùng lay chung vui thêm niềm vui chung. Ẩm thực vừa là công việc vừa là đam mê của mình.